Thị Nga là người quản lý trang siêu thị trực tuyến của Ria Shop 24 giờ. Nhắc đến hồng sâm và đông trùng hạ thảo thì đây là hai dược liệu vô cùng quý và rất tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Vậy nếu như bây giờ chúng ta kết hợp đông trùng hạ thảo và hồng sâm lại với nhau thì điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra đây? Vâng, sản phẩm mà Nga muốn nhắc tới đây đó chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Vậy sản phẩm này có những tác dụng gì tốt cho sức khỏe của bạn? Thì ngay sau đây Nga sẽ chia sẻ để cho bạn có thể biết thêm những thông tin giúp cho sức khỏe của mình ngày một tốt hơn nhé. Đông trùng hạ thảo thì chúng ta có thể thấy có rất nhiều các axit amin đạm thực vật tốt cho sức khỏe. Những vitamin như A, B1, B12, C, D, E, K và những nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm, đặc biệt là nguyên tố selen rất tốt cho việc tăng sức đề kháng đúng không ạ? Và đặc biệt những người mà bị thận yếu, những người suy giảm chức năng sinh lý, liệt dương, di tinh, đau lưng mỏi gối hay những người bị ho hen, viêm phế quản thì đặc biệt là tốt khi mà chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo. Và hồng sâm thì lại giúp cho khả năng hoạt động của não bộ của chúng ta tốt hơn, giảm stress, giúp cho ổn định huyết áp, ổn định tim mạch, bảo vệ gan khỏi các độc tố. Và khi sử dụng sản phẩm này thì những người bị loãng xương, những người bị ung thư thì cũng có thể giúp hỗ trợ và điều trị vô cùng tuyệt vời. Đối với chị em phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa và làm đẹp da, cân bằng cơ thể. Vâng, hai tác dụng tuyệt vời của đông trùng hạ thảo và hồng sâm trong một sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế như thế này, cộng thêm với các thảo dược quý khác như là mật ong, đương quy, nấm linh chi, cam thảo, bạch chuột, vân vân, sẽ cho ta được một viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế vô cùng tuyệt vời và đầy đủ tất cả những vi chất, vi lượng, dinh dưỡng dành cho sức khỏe của bạn. Và khi bạn sử dụng sản phẩm này một thời gian thì nó sẽ giúp cho bạn ổn định nội tiết tố, tăng cường chức năng sinh lý. Vâng, chức năng sinh lý thì rất là cần thiết cho cuộc sống lứa đôi và hạnh phúc gia đình đúng không ạ? Nếu như chúng ta cải thiện được vấn đề này thì chắc chắn rằng bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn và hòa thuận hơn. Tiếp theo thì sản phẩm sẽ giúp cho bạn ổn định hệ thần kinh, giảm stress, giảm đau đầu, giúp cho bạn ổn định được hệ tuần hoàn, lưu thông khí huyết được tốt hơn, giảm lượng cholesterol trong máu, giảm xơ vữa động mạch, đặc biệt tốt cho những người bị tim mạch, huyết áp cao. Khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này, nó sẽ hỗ trợ cho bạn để cho bạn có thể đẩy lùi được các bệnh lý trong cơ thể. Còn những người bình thường thì sao ạ? Nếu như bạn đang mong muốn có được một cơ thể khỏe mạnh và tăng cường sinh lực thì khi bạn sử dụng sản phẩm này nó sẽ giúp cho bạn có được hệ tiêu hóa tốt, hấp thụ các chất dinh dưỡng để giúp cho cơ thể của chúng ta thực sự khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống được tốt lên. Vâng, đó là toàn bộ tác dụng của sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Và cũng bật mí thêm với bạn rằng sản phẩm này sẽ là món quà vô cùng tuyệt vời mà bạn dành tặng cho người thân như ông bà, bố mẹ hay những người quan trọng trong công việc của bạn. Nó vô cùng đẹp mắt và sang trọng, nhưng đặc biệt nhất là nó lại mang lại sức khỏe cho những người mà bạn đang mong muốn họ cải thiện được và có được sức khỏe tốt nhất. Sản phẩm này thì phù hợp với tất cả mọi thành viên trong gia đình bạn đúng không ạ? Chính vì vậy không có lý do gì mà chúng ta không sử dụng ngay sản phẩm này cho bản thân và cho những người thương yêu trong gia đình để cả gia đình chúng ta có được một sức khỏe tốt nhất, giúp cho chất lượng cuộc sống của gia đình bạn ngày một đi lên. Vâng, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì bạn hãy truy cập ngay vào đường link trang web mà Nga để sẵn dưới phần mô tả video này. Bạn có thể tìm kiếm được rất nhiều thông tin về sản phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác của Hàn Quốc mà Korea Shop đang phân phối. Vâng, chất lượng luôn là uy tín nên Korea Shop luôn mang đến bạn những sản phẩm tốt nhất từ những nhà cung cấp Hàn Quốc uy tín nhất để bạn có được sản phẩm chất lượng bảo vệ sức khỏe của mình. Ngoài ra bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn cho bạn cặn kẽ và đồng hành với bạn trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.